Trước hết tôi kính chào quý thầy cô giáo đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên tôi kính chúc quý thầy cô bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong giảng dạy và trong cuộc sống. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô tiếp tục dừng hình. Đó là chúng ta đi vẽ hình lăng trụ tam giác đều. Để vẽ hình lăng trụ tam giác đều, trước hết chúng ta phải vẽ một tam giác đều có ba điểm phụ thuộc nằm ở trên đường tròn nhỏ hoặc nằm trên đường tròn lớn. Trước hết chúng ta dựng một tam giác đều như sau. Chúng ta lấy một điểm. Chúng ta thực hiện một phép quay tâm ô, góc quay bằng 120 độ. Để có góc quay 120 độ, chúng ta vào mục soạn thảo, vào sự ưu tiên, chúng ta chuyển qua chế độ độ để chúng ta thực hiện phép quay. Tôi đã đánh dấu điểm màu xanh là điểm để quay, còn tâm quay là giao điểm của hai trục ở trên mẫu không gian. Chúng ta vào phép biến hình và phép quay, chúng ta ghi vào đây là 120. Chúng ta quay lần thứ nhất được một điểm, quay lần thứ hai vào phép biến hình, vào phép quay và nhân tiếp. Như vậy thì chúng ta có ba cái điểm phụ thuộc là một tam giác đều để chúng ta vẽ đấy là tam giác đều. Chúng ta vào thanh công cụ, vào Brad Tool, chúng ta vào Point, chúng ta sẽ chấm điểm thứ nhất ở trên để vẽ điểm thứ nhất ở trong không gian nội đi dẹp. Chúng ta nhấn vào cái trục mô tả mặt phẳng của y, tiếp tục nhấn điểm thứ hai, nhấn vào một điểm ở trên mặt phẳng của y, chúng ta được điểm thứ hai. Chúng ta nhấn điểm thứ ba, chúng ta nhấn vào trục biểu diễn mặt phẳng của y. Như vậy chúng ta vẽ xong tam giác ABC là tam giác đều chẳng hạn. Chúng ta nối lại. Tam giác này có trọng tâm là điểm O, là điểm hồng tâm này của thầy cô này, là điểm này đây. Bây giờ chúng ta lật nghiêng hình lại, chúng ta quan sát đây là tam giác đều. Tam giác này đúng bằng tam giác chúng ta dừng lúc này. Cái độ chính xác của nó tuyệt đối luôn. Nhưng trong không gian này là biểu diễn một tam giác thường. Chúng ta cho cảnh nhạt thì bằng cách chúng ta chọn, chúng ta vào dựng hình, vào hiển thị, chúng ta vào kiểu đường, chúng ta vào nét mạnh. Tiếp tục chúng ta vẽ lăng trụ đứng, cho nên chúng ta sẽ vẽ các cái điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy có hình chiếu là ba điểm này như sau. Chúng ta vào, chúng ta không cần vào nữa, chúng ta chỉ nhấn vào đây thôi. Bây giờ chiều cao của cái hình lăng trụ này chúng ta cần cao bao nhiêu thì chúng ta có thể vào trong cái thanh công cụ chọn chuẩn tia này, chúng ta sẽ vẽ cái tia kéo dài, tia kéo dài. Trục này là trục Z phẩy OZ, tôi nói ở trong tài liệu đấy. Trục này là cho biết chiều cao của hình lăng trụ tam giác đều. Chúng ta nhấn vào nút cuối cùng này của thanh công cụ. Chúng ta vào nhấn nút thứ nhất, chúng ta chọn một điểm ở trên chiều cao. Chúng ta được hình chiếu đây với thứ câu này. Bây giờ qua điểm thứ hai chúng ta làm như vậy. Nhớ chấm vào đây để có cùng chiều cao. Chấm vào đây để có cùng chiều cao. Vậy là kết thúc. Chúng ta vào thanh công cụ vẽ đoạn thẳng, chúng ta vẽ tam giác trên, tam giác đáy trên và nối các cạnh bên.
Trong trường hợp này chưa có cảnh thông minh, cho nên tôi xoay để quý thầy cô quan sát. Có hai cái xoay, một là chúng ta xoay trực tiếp trên này. Chúng ta muốn dừng màn hình cho đẹp ở vị trí nào thì tùy chúng ta thôi. Hoặc là chúng ta xoay tự động, chúng ta nhấn vào cái nút ở vòng ngoài để dấu chúng ta vào soạn thảo, vào nút điều khiển sự hoạt nào. Tốc độ chúng ta chọn tốc độ 0.15, 0.15, dấu phẩy ở trong cái chương trình này là dấu chấm. Tôi nhấn OK. Bây giờ chúng ta cho xoay tự động. Ví dụ chúng ta muốn dừng lại chỗ này mà chưa có cảnh thông minh thì chúng ta có thể chọn cảnh này. Chúng ta vào dừng hình, vào hiển thị, chúng ta chọn kiểu đường, chúng ta chọn đứt thì chúng ta cũng được một hình rồi. Sau đó chúng ta điền tên. Điểm này là điểm A. Qua điểm này là điểm B phải không ạ? Cho hiển nhãn, cho đánh B vào. Qua điểm này thì hiện nhãn, chúng ta đánh C vào. Qua điểm này điểm A phẩy, cho hiện nhãn A phẩy. Qua điểm này hiện nhãn là B phẩy. Qua điểm này hiện nhãn là C phẩy. OK. Sao? Chúng ta quan sát cái mẫu chữ có kích thước bao nhiêu thì tôi chọn để quý thầy cô thấy. Quý thầy cô thấy dưới cái thanh công cụ phía dưới này là có mẫu chữ 30 là quá lớn. Chúng ta chỉ cần cho cái mẫu chữ cỡ chữ 27 là vừa. 27, quý thầy cô lưu ý là 27 là vừa. Chúng ta nhấn Enter là OK. Đó, nó nhỏ lại là vừa. 30 thì nó quá rõ ràng nhưng mà nó chiếm màn hình nhiều quá. Sau khi vẽ xong thì quý thầy cô sẽ dời cái trục, không phải, chúng ta dời cái này, dời cái bộ điều khiển này. Dời bộ điều khiển chúng ta mới tròn hết tất cả, chúng ta dời thì nó kéo cái hệ trục này đi được. Cho nên chúng ta chọn tâm, chúng ta dời qua. Chúng ta chọn cái tâm dưới, cái điểm giữa này quý thầy cô nha. Chúng ta dời qua, điểm góc. Còn cái mẫu không gian này chúng ta ấn đi. Vào soạn thảo điều khiển, chúng ta ấn bằng một cái nút ấn hiện. Hoặc quý thầy cô không muốn nó hiện lên nữa thì đơn giản quá, nếu không hiện lên nữa thì quá đơn giản. Nếu không muốn cho hiện lên nữa thì trong đấy chúng ta gọi lên là rất cực đấy. Thì chúng ta vào hiển thị, chúng ta ấn các đối tượng là nó ấn. Thì bây giờ cái hình này thì chúng ta muốn phóng to lên để chúng ta dày thì chúng ta phóng to lên, chúng ta cho xoay. Đây là mấy vẽ hình thô của thầy cô ạ. Như vậy là nó cứ xoay tới xoay lui như vậy thì bây giờ xử lý như thế nào đây? Thầy cô quan sát nó xoay. Đó. Như vậy là xử lý quay tới quay lui rất đơn giản. Là bởi vì lúc này chúng ta tính bằng đồ cho nên nó quay đến một góc bẹt thôi. Để chúng ta chuyển qua chế độ radian thì nó sẽ quay tròn vòng. Chúng ta quay lại vào sự ưu tiên. Chúng ta chọn chế độ quay radian. Nó quay tròn vòng, nó quay bao nhiêu vòng cũng được. Quý thầy cô quan sát. Như vậy chúng ta thấy nó quay tròn vòng luôn đó. Đây là cái kỹ năng mà quý thầy cô cần phải lưu ý trong cái chương trình mà chúng ta đã muốn vẽ. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang vẽ một cái hình lăng trụ lục sức đều. Lăng trụ lục sức đều thì cách làm chúng ta cũng như làm như vậy. Chúng ta sẽ tạo một cái lục sức đều ở trong cái đường tròn lớn hoặc đường tròn nhỏ cũng được. Nhưng mà tạo trong cái đường tròn nhỏ này là các cái điểm phụ thuộc là lục sức đều. Bây giờ chúng ta phải quay lại, thực hiện phải quay 60 độ. Chứ còn phải quay ở trong máy tính là nó
Nó luôn luôn mặc định là phải quay 90 độ. Chúng ta phải vào sự ưu tiên này. Chúng ta chọn lại phải quay. Sau khi chọn phải quay bản đồ rồi thì quý thầy cô nhớ trả lại ra đi ăn để cho nó quay liên tục. Chứ nó không quay nửa vòng, nó quay lại. Tuy nhiên có những phần chúng ta phải chấp nhận quay nửa vòng quay lại. Đó là những phần nào thì quý thầy cô, trong quá trình thiết kế thì quý thầy cô phải lựa chọn. Bởi vì nó quay liên tục không được. Thì phải quay nửa vòng thôi. Chúng ta nhận ok. Bây giờ tôi dừng một lúc rất đều. Cho một điểm. Điểm này là cái điểm phụ thuộc là đỉnh của một lục chất đều. Chúng ta chọn phải quay là tâm ô. Chúng ta đánh dấu nó lên rồi thì chúng ta thực tiến hành. Và vào phép bình hình chúng ta thực hiện phải quay. Góc này chúng ta sửa lại là 60 độ. Chúng ta nhấn quay. Quay được lần thứ nhất. Làm như vậy. Thực hiện phải quay thêm lần nữa. Ba đỉnh được thì có nhé. Quay. Bốn đỉnh. Quay, 5 đỉnh, thêm một lần nữa là hết. Quay, 6 đỉnh. Như vậy là quý thầy cô có 6 điểm. Đó là 6 đỉnh của lục chất đều. Đây là 6 điểm phụ thuộc vì nằm trên cái đường tròn phụ thuộc. Bây giờ chúng ta vẽ đáy. Quý thầy cô lưu ý là cái trục này là mô tả gì? Mô tả cái mặt phẳng OY trong không gian OYZ. Nên lưu ý. Còn cái trục cao này mô tả cái chiều cao của khối đại diện nằm ở đây này. Trục này tôi gọi là Z phải OZ, còn trục này tôi gọi là X phải OX, tức là cái trục này nó vẽ các điểm nằm trên mặt phẳng. Thì chú ý, còn cao độ thì được tính theo cái trục này. Đây là cái khái niệm mà chúng ta hình dung để chúng ta vẽ cho tốt. Bây giờ tôi vẽ, khi nãy chúng ta đã chọn điểm rồi, bây giờ chúng ta vào đây chấm đấy thôi. Chúng ta vẽ đáy lần thứ nhất, quý thầy cô quan sát cái điểm đó, cho nó đi theo thứ tự để chúng ta khỏi nhầm lẫn. 2, 3, 4, quý thầy cô chấm vào đây cũng được, không sao cả. 5, 6, mà chấm vào đây nó nhiều điểm quá, quý thầy cô thấy không? Nó nhiều điểm quá nó chẳng... nó làm phức tạp cái hình của mình, số cái hình mình lên. Dù cái hình mình thiết kế là mình ấn cái điểm này đi, chứ mình xóa cái điểm này là cái điểm kia nó xóa luôn. Như vậy chúng ta được một lục chất đều. Chúng ta nối lại. Chúng ta nối lại bằng nét nét mạnh, nhưng mà nét liền luôn. Vào dựng hình, vào hiển thị kiểu đường là nét đầy đặn đó. Ngôn ngữ tiếng Việt cho nên nó cũng hơi dễ. Đây là một lục chất đều, quý thầy cô. Tôi nghiêng hình lại để quý thầy cô quan sát. Đây là một lục chất đều, nó bằng cái lục chất đều mà lúc nãy tôi dừng ở trên cái đường tròn, quý thầy cô rơi như thế này. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống. Bây giờ tiếp tục chúng ta vẽ chiều cao thì chúng ta cũng làm như vậy, vào đây chấm một cái thì nó đã mang cái điểm đi rồi. Vậy thì cô lưu ý là chúng ta làm theo từ từ như thế nào đó để đừng có bỏ sót. Có điểm thứ nhất chúng ta lấy cao độ, điểm thứ hai lấy cao độ, điểm thứ ba lấy cao độ, điểm thứ tư lấy cao độ, điểm thứ năm lấy cao độ và điểm cuối cùng lấy cao độ. Chiều cao của thì cô muốn thấp với cao là quý thầy cô dịch chỗ này, thậm chí là muốn đi xuống thì không được. Muốn đi xuống giờ này thì quý thầy cô phải vẽ lại cái trục này bởi một đường thẳng, bởi vì đây là tôi vẽ các tia rồi thì chúng ta chỉ cần vẽ lên thế này thôi. Bây giờ chúng ta nối lại thì chúng ta được một cái lục chất đều. Vẽ cạnh bên.
Bây giờ chúng ta xoay thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một hình không gian 3D. Bây giờ chúng ta cho nó xoay tự động thì chúng ta cũng làm như vậy. Nhấn vào cái nút ở vòng ngoài cùng, chúng ta vào sáng tạo, nhấn nút điều khiển. Về là chỗ này, nó có cái nút này tôi đánh dấu cho nên là không được. Tôi chọn lại, chọn vào sáng tạo, nút điều khiển, hoạt nào. Và chúng ta cho nó xoay với cái tốc độ 0,15. 0,15. Ok, như vậy là chúng ta có một cái nút điều khiển tự động. Chúng ta nhấn vào đây, chúng ta cho xoay. Chúng ta cho trò nhìn từ trên xuống. Đây là một lục giác đều. Chúng ta cho trò nó nhìn nghiêng, mặt bên là hình chữ nhật. Như vậy là tôi hướng dẫn quý thầy cô xong. Như vậy quý thầy cô thấy nó xoay được nửa vòng, nó quay lại không ạ? Ta vào sáng tạo, ta vào sự ưu tiên, chúng ta đưa về chế độ góc radian, thì nó sẽ quay theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ. Ở trong này là nó quay có nhiều kiểu quay, nó nằm ở trong cái bảng quay thì quý thầy cô chọn. Tuy nhiên tôi sẽ chọn cái quay bình thường thôi, quay theo chiều dương. Như vậy là tôi hướng dẫn xong quý thầy cô vẽ hình lục giác đều. Xong rồi thì cái thao tác để rời chuyển hoặc là thao tác để mà phóng to thu nhỏ thì quý thầy cô tự làm. Tuy nhiên khi phóng to thu nhỏ thì chúng ta nên ấn cái này đi. Khi chúng ta ấn cái mẫu không gian này thì chúng ta nên đặt một cái tên để lỡ chúng ta gọi lên thì chúng ta sẽ dừng hình tiếp. Như vậy là kết thúc phần này. Bây giờ chúng ta sang vẽ hình tiếp theo. Bây giờ chúng ta sang vẽ hình thứ ba là hình lăng trụ đứng mà đáy là tam giác vuông. Thì tôi trình bày như thế này để quý thầy cô có nhiều cái kỹ năng vẽ hình thôi. Chứ về khi chúng ta vẽ được một hình thì chúng ta có thể vẽ được vô số hình. Đứng xiên thì chúng ta cũng vẽ được cả. Tôi đang còn vẽ đứng không nào. Bây giờ tôi vẽ một lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Thì cách làm như sau. Tôi chọn cái tam giác vuông đó là như thế này cho nó dễ. Tôi vẽ một đường kính. Ấn nó đi. Như vậy là ba cái điểm màu xanh trên này á là bao giờ cũng là ba đỉnh của một tam giác vuông. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tam giác vuông này. Vẽ như thế này để chúng ta lựa chọn cái vị trí để cái tam giác nó đẹp nhất ở trên cái mẫu không gian này. Chúng ta vào chấm cái điểm tiếp, chúng ta vẽ đáy là tam giác vuông. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, và điểm thứ ba. Chúng ta vào nối ba điểm này lại. Mục đích nối để làm gì ạ? Mục đích nối để chúng ta khỏi nhầm lẫn trong quá trình vẽ hình. Nếu chúng ta vẽ quen thì chúng ta không cần nối, chúng ta vẽ xong thì chúng ta nối một lần thôi. Bây giờ tôi sẽ vẽ chiều cao thì bằng cách tôi vẽ thêm một cái tia này để xác định cái chiều cao cho nó thoải mái đó nào. Bây giờ chúng ta vẽ chiều cao, chúng ta tiếp tục vào pói đó. Pói cái này chúng ta chọn rồi là nó cứ mặc định như vậy. Điểm thứ nhất, đỉnh của tam giác vuông nằm đây của thầy cô. Điểm thứ hai, điểm thứ ba, tất cả ba điểm này đều có cao độ thì hai mặt phẳng nó song song với nhau. Chúng ta vẽ đáy trên. Tôi vẽ cạnh bên. Quý thầy cố lưu ý một tí. Cái vòng tròn giữa này này, trong vùng này này, mà nó hơi nghiêng một tí á, thì làm cho cái hình của chúng ta bị nghiêng không nào. Cho nên chúng ta rất để ý cái chỗ này. Cái điểm này chỗ có thể chúng ta phải điều chỉnh rất từ từ ở trên cái mũi đó, để cho nó nằm chính giữa, để cho nó thẳng đứng như vậy đó. Như vậy chúng ta vẽ xong rồi.
tôi nghiêng nghiêng lại, đấy là một tam giác vuông, đấy là tam giác vuông. Cái tam giác vuông này nó thì cô muốn di chuyển thì tròn vào điểm hồng tâm này này, bằng cái tam giác vuông lúc này. Bây giờ tôi điều chỉnh cái tam giác, cái điểm này đi thì cái điểm này nó cũng đi theo. Ta kéo một cành đi thì nó đi cả cả tam giác luôn, chúng ta chọn điểm hồng tâm này chúng ta kéo đi. Bây giờ chúng ta muốn phóng to thu nhỏ, đó là tùy chúng ta trả lại cái vị trí không gian. Chúng ta tạo một xoay cũng như vậy. Bây giờ chúng ta điền góc vuông. Góc vuông tôi đã nói quý thì cô rồi phải không ạ? Chúng ta vào, chúng ta cài đặt gieo nát sân này. Tên control chúng ta nhấn một lần thôi thì trở về cái chỗ này là quý thầy cô chọn cái mũi tên này nhá. Quý thầy cô chọn mũi tên này là mũi tên nó lòng vòng nó đi này, cái mũi tên này nó đi theo hình góc vuông này, thì những cái chuyện này thì chúng ta ít dùng, chúng ta nhớ chọn mũi tên này. Nên nhiều khi chúng ta bấm nhầm cái mũi tên này là nguy hiểm lắm, không biết nó nhầm lần ở chỗ nào à. Thế nên chỗ này phải lưu ý, sau đó chúng ta nhấn setting lại để cho nó trở về vị trí nhỏ nhất. Như vậy là nó cho chúng ta điền cả cái ký hiệu ở trong cái chương trình gieo nát sân này. Đó. Đây là định các đoạn thẳng bằng nhau, đây là dấu góc vuông, đây là dấu các cái mũi tên song song hoặc là mũi tên chúng ta chọn. Đây là cũng đánh dấu các cái đoạn thẳng bằng nhau. Thì bây giờ chúng ta vào góc vuông thì chúng ta vào lại thành một gỗ, chúng ta vào gieo nát sân và chúng ta đánh góc vuông. Chúng ta chọn góc vuông thì chọn định nào cũng được. Tuy nhiên mà đánh góc nhọn á, thì chúng ta phải đi theo chiều, ngược chiều kim đồng hồ thì nó mới đánh được. Còn không cái chiều kia là nó đánh góc bù với nó. Và thậm chí là nó đánh cái góc mà cộng lại với cái góc mình cần vẽ là bằng 360 độ. Như vậy là nó hơi cái sai đúng không nào? Vì mình cần đánh góc của mình mà nó đánh góc khác thì rõ ràng không đúng. Bây giờ chúng ta cho quay. Đây là quay bằng tay phải không ạ? Chúng ta có thể cho quay tự động như lúc nãy chúng ta đã nói rồi. Bây giờ đánh góc vuông thì quý thầy cô muốn góc vuông to nhỏ thì quý thầy cô đánh cả trên cả dưới luôn. Như vậy là chúng ta thực hiện xong. Độ nghiêng của hình thì quý thầy cô nhớ là vòng tròn giữa. Nhà thông minh tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô ở những cái video sau khi hoàn thiện vẽ được. Thì chúng ta sẽ tiến tới vẽ cành thông minh. Tiến tới cành vẽ cành thông minh xong rồi chúng ta tiến tới gây hiệu ứng cho cành thông minh như chúng ta vẽ từng nét ở trên bảng. Như vậy đây là hai cái thao tác cực khó. Vì tôi hướng dẫn xong quý thầy cô vẽ hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Bây giờ qua mục cuối cùng là chúng ta đi vẽ một hình lăng trụ tam giác thường nhưng mà lăng trụ xiên thì chúng ta vẽ thế nào. Đấy. Trước hết chúng ta sẽ chọn một cái này là tôi hướng dẫn quý thầy cô vẽ thêm thôi nhé trong cái video này. Ấn cái này đi. Quý thầy cô vẽ một cái lăng trụ xiên mà có đáy là một tam giác thì trước hết chọn ba cái điểm phụ thuộc. Đây là ba điểm phụ thuộc của cái tam giác ở dưới. Bây giờ tôi vẽ trước cái tam giác này để quý thầy cô hình dung cái mẫu không gian này vẽ như thế nào. Chúng ta vào point này. Vào điểm này chúng ta chọn voi lại. Chương trình là Braxton Tool của quý thầy cô. Ở đây chúng ta phải đẩy dưới. Bây giờ vẽ đẩy trên xiên thì vẽ như thế nào? Đấy, vấn đề cơ bản là đẩy trên thì luôn luôn bằng đẩy dưới phải không nào? Thế thì quý thầy cô có thể
chọn cho tôi một cái vẹt tơ chỉ phương. Chẳng hạn như cái vẹt tơ này đi, đại diện phương từ điểm A sang điểm hướng từ A qua B được, tức là từ trái qua phải, từ phải qua trái được, tùy. Sau đó thì cô sẽ chọn cái phép biến hình, biến điểm này thành điểm này đi, và phép biến hình để dấu vectơ. Sau đó thì cô chọn ba điểm này để tinh tiến. Như vậy là ba điểm này sẽ thực hiện qua phép tinh tiến thì nó sẽ cho ta ba điểm phụ thuộc tương ứng vào phép biến hình chúng ta thực hiện phép tinh tiến. Như vậy chúng ta có ba điểm màu xanh và ba điểm trượt của màu xanh thì chúng ta tô màu để chúng ta phân biệt đây là ba điểm để biểu diễn cái đáy trên của lăng trụ xiên, cho nên chúng ta chọn màu lại khác đấy để không nhầm lẫn. Bây giờ chúng ta vẽ đáy trên thì chúng ta phải xác định cái chiều cao cho nó vượt quá cái chiều cao trong này đấy, vẽ tiền. Bây giờ vẽ đáy trên thì rất đơn giản, vậy thì cô chọn ba điểm này và chọn chiều cao thế là xong. Chúng ta vào này, point đó, cái vào cái điểm để chọn point lúc nãy là nó có sẵn rồi, có sẵn đấy rồi, màu đỏ đấy rồi. Chấm điểm thứ nhất, chấm cao độ. Điểm thứ hai, chấm cao độ. Và điểm thứ ba, chấm cao độ. Như vậy là ba cái điểm này là ba điểm phụ thuộc. Bởi vì ba điểm màu xanh là ba cái điểm phụ thuộc nằm trên cái đường tròn. Tôi nói với quý thầy cô một điều là nếu quý thầy cô lấy một điểm như thế này, cái điểm này người ta gọi là điểm tự do, nó sẽ không tác động vào cái mẫu không gian cho tôi thiết kế thế này. Cái điểm này là cái điểm tự do. Điểm phụ thuộc là cái điểm phải nằm ở trên các đường thẳng mà đi qua các cái điểm ở trên đường tròn hoặc các trục này. Còn mà cái lấy cái điểm như thế này là nó không phụ thuộc và nó không tác dụng vào mẫu không gian. Thì bây giờ chúng ta vẽ đáy trên xong rồi, chúng ta nối lại. Ta được một lăng trụ xiên. Bây giờ chúng ta muốn xiên kiểu gì thì chúng ta điều chỉnh cái vẹt tơ chỉ phương bên kia, nó xiên kiểu đó. Quý thầy cô muốn xiên kiểu gì thì quý thầy cô điều chỉnh như này. Xiên kiểu gì? Muốn đứng thì quý thầy cô cho nó vào đây là nó đứng. Mà muốn xiên bên này thì để dịch sang bên này. Muốn xiên bên này thì chúng ta dịch sang bên này. Ở đây còn thêm một kỹ năng nữa. Một kỹ năng nữa là tôi nói với quý thầy cô như sau. Tôi chỉ cần xác định một điểm thôi. Thực tế là tôi xác định một điểm. Tôi xóa này. Tôi sẽ dừng song song. Dùng phép dừng song song. Cạnh đáy trên song song thì chúng ta chọn. Chúng ta vào phép dừng hình. Song song. Từ đây chúng ta cũng vẽ song song. Với đường này. Vào dừng hình. Nhưng mà để xác định cái điểm tiếp theo ở đây là chúng ta phải dùng phép tinh tiến. Chọn điểm góc và điểm ngọn của phép tinh tiến, chúng ta vào phép biến hình, chúng ta định dấu vectơ, chúng ta tinh tiến điểm này. Vào phép biến hình, thực hiện phép tinh tiến, chúng ta có điểm này. Điểm này là tiếp tục chúng ta dừng song song với điểm, với đường dưới này. Dừng hình, song song. Như vậy chúng ta cũng được một cái đáy trên, chúng ta ẩn những cái đường này đi. Và chúng ta sẽ được đáy trên bằng phép dừng song song. Như vậy là cách làm, hai cách làm này thì để giúp quý thầy cô giải quyết vẽ các cái hình mà ngoài cái ý muốn của chúng ta khi chúng ta đã chọn các điểm phụ thuộc trên này. Tôi xoay thì quý thầy cô thấy nó tạo thành lăng trụ xiên. Lăng trụ xiên quý thầy cô nhớ cái kỹ năng vẽ như vậy. Đồ xiên, xiên về hướng nào là do chúng ta điều khiển cái vectơ chỉ phương này. Như vậy thì hôm nay tôi hướng dẫn quý thầy cô vẽ xong bốn hình. Video kế tiếp tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn vẽ thêm những hình chóp. Có hình chiếu nằm ở một cái vị trí nào đó, tùy từng đề, để chúng ta áp dụng vào vẽ hình cho các cái đề. Và như quý thầy cô biết, cái mẫu không gian này nó có đặc biệt là nó vẽ được tất cả các hình không gian mà quý thầy cô ra đề như thế nào thì cái mẫu này đều vẽ được.
kể cả khối tròn xoay, khối nón, khối cầu, khối trụ đều vẽ được chính xác. Đó là cái ưu việt của cái chương trình này. Mà vẽ cũng nhanh, vì thế cô thể vẽ nhanh không? Chứ đâu có chậm. Như vậy thì cái bài học hôm nay tôi chỉ hướng dẫn quý thầy cô như vậy thôi. Cuối cùng chúc quý thầy cô bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong học tập, trong giảng dạy và trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thầy cô trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt quý thầy cô.